thiên tứ, bất cộng đái thiên, không đội trời chung, phần 6. Trong tình trạng đó, căng thẳng giữa Hà Tiên và Simla càng lúc càng nặng nề, nên vua Thạc Xỉn đã quyết định phản công để ra tay trấn áp đối phương. Trong nỗ lực giải tỏa áp lực của thiên tứ, vua Thạc Xỉn đẩy mạnh những hoạt động lật đổ bên trong lãnh thổ Hà Tiên bằng cách khuyến khích một số tay mạo hiểm người Triều Châu sinh sống tại những vùng bờ biển phụ cận của Simla, Cambodia và Quảng Nam để khuấy động những bất ổn xã hội hoặc âm mưu nổi dậy chống lại triều đình mặt thiên tứ. Dự tính chiếm Hà Tiên thai nghén năm 1769 không thành công bởi một người Triều Châu, Trần Thái, hẳn có dính dấp đến vua Thạc Xỉn. Cũng khi đó, Sư huynh Khore trong một lá thư từ Bangkok đề ngày 7 tháng 7 năm 1770 cho biết là đang có những chuẩn bị để tuyên chiến với Can Cao Hà Tiên, và quân tiên phong của Simla đã có lệnh khởi hành vào tháng 10. Và nếu mọi việc suôn sẻ thì nhà vua Thạc Xỉn sẽ thân chinh cầm quân đi đánh. Sau cùng, vua Thạc Xỉn bất ngờ đưa lực lượng đến tấn công Hà Tiên, và thị trấn này rơi vào tay quân Sim vào 19 tháng 11 năm 1771. Sau một cuộc vây hãm 10 ngày, bị đánh đuổi khỏi kinh thành, thiên tứ chạy sang Châu Đốc, nhưng bị quân Sim đuổi theo nên ông bắt buộc phải chạy xa hơn đến Long Hồ, nay là Vĩnh Long, là lãnh thổ thuộc Quảng Nam. Để hiểu rõ hơn về bản chất của xung đột đã xảy ra giữa Mạc Thiên Tứ và Praya Thạc Xỉn, tôi xin nhắc đến những vận động ngầm do hai cộng đồng người Hoa nói hai phương ngữ, cũng như liên hệ phức tạp của hai lãnh tụ với giới cầm quyền ở Cambodia thời gian đó. Một nhóm thương nhân người Triều Châu có đặc quyền được mệnh danh là Chin Luang, hay người Hoa của nhà vua dưới triều đại Thạc Xỉn, thường được giới học giả nhắc đến. Chúng ta có lý do để đoán chừng là vua Thạc Xỉn đã yểm trợ cho việc phát triển nhanh chóng khu Tathian, vùng đất người Hoa định cư và cũng là nơi buôn bán bên sông Chao Phraya ở Bangkok trong thời gian ông trị vì. Em Thupin, người từng đến Simla năm 1770, đã chứng kiến cộng đồng người Hoa đông đảo sầm uất và cho rằng sự thịnh vượng do phát triển thương mại cùng ưu thế mà họ được hưởng. Ngoài ra, John Crawford năm 1823 cũng ngạc nhiên nhận thấy một số đông người Hoa được kêu gọi đến sống ở quốc gia này do sự khuyến khích của vua Thạc Xỉn trước đó. Một cách hợp lý thì Crawford đã thấy rằng việc gia tăng khác thường của dân số người Hoa là những thay đổi to lớn và cụ thể đã xảy ra tại vương quốc này trong nhiều thế kỷ. Giáo sư N. Ichikawa chú ý đến sự kiện là vua Thạc Xỉn đã tích cực sử dụng các con buôn Trung Hoa như thành phần mại bản, ưu đãi để giúp hoàng gia độc quyền trong việc giao thương với nước ngoài. Tổng hợp từ những nguồn trên, có thể hiểu được rằng người Hoa gốc Triều Châu được vua Thạc Xỉn khuyến khích ngấm ngầm hay công khai đến Simla là nơi họ được ưu tiên nhiều điều kiện thương mại có lợi. Theo hướng này, tôi xin nhấn mạnh đến sự kiện là sau khi Ayutthaya bị sụp đổ hồi tháng 4 năm 1767, Thạc Xỉn đã chọn Chantaburi ở phía đông nam nước Sim làm căn cứ để tuyển mộ lính và chuẩn bị tấn công chống lại binh đội Miến đồn trú ở Ayutthaya và các vị trí chiến lược khác. Skinner cũng nhắc nhở rằng đa số người Hoa Triều Châu tập trung tại Simla, có thể tìm thấy tại vùng này. Ngoài những nguồn trên, vào tháng 1 năm 1859, Henry Mohut trên đường đi đến Cambodia đã ở lại một vài ngày tại nhà của một người trồng tiêu Triều Châu tên tiếng Sim là Apait ở vùng đồi núi Chantabun, và ghi lại rằng một lượng lớn hồ tiêu do cư dân người Hoa trồng ở vùng này được gửi tới các chợ vùng Bangkok hàng năm. Thời kỳ chính xác khi nào người Triều Châu định cư thành nhóm ở trấn Chantabun cũng như động lực của họ trong việc trồng các vườn tiêu ở khu vực này vẫn còn cần tìm hiểu thêm.
Skinner dẫn nguồn những người Hoa ở Bangkok ngày nay, nói là sau khi người Mãn Châu chiếm được Nam Trung Hoa năm 1645, hai nhóm chính người tị nạn từ Trung Hoa chạy sang Sim, một nhóm từ Triều Châu định cư ở đông nam Simla, trung tâm là Ban Plasoy, một nhóm từ Nam Phúc Kiến lập nghiệp ở Nam Simla, trung tâm là Songkla. Điều mà tôi muốn trình bày ở đây là một số dẫn chứng. Trong khi Mạc Thị Gia Phả, Thực Lục Tiền Biên và Gia Định Thông Chí có sự tương hợp, chỉ ra rằng người Hoa Triều Châu ở vùng này rất năng động trong nhiều lĩnh vực, kể cả ăn cướp và buôn lậu. Theo Thực Lục Tiền Biên, một người Triều Châu tên là Quắc Nhiên, chỉ huy nhiều đồng đảng, đã chiếm những hòn đảo Kaskong và Kasmau gần bờ biển trấn Kaskong, dùng nơi đó làm sào huyệt. Vì đảng cướp biển Triều Châu này còn âm mưu chiếm cả thị trấn Hà Tiên. Tháng 3 năm 1767, Mạc Thiên Tứ đã sai quân phục kích tại căn cứ của chúng, giết được tên đầu đảng Quắc Nhiên và giải tán bọn này. Hai năm sau, tháng 7 năm 1769, một người Triều Châu vong mạng khác là Trần Thái, cùng đồng bọn ở núi Bạch Mã phụ cận với Simla, dự tính tấn công Hà Tiên với sự tham gia của một số người trong họ Mạc đang cai trị là Mạc Sùng và Mạc Khoan. Vì âm mưu bị lộ, Thiên Tứ gấp rút gửi quân đến vây chùa Hương Sơn là nơi họ đang hội họp và thành công trong việc phục kích, giết được Mạc Sùng và Mạc Khoan. Tuy nhiên, bản thân Trần Thái chạy thoát về Chantaburi. Nhiều cơ sở khiến chúng ta tin rằng âm mưu thất bại của Trần Thái chống lại Hà Tiên đã do vua Thạc Xỉn chủ trương và hoạch định, vì ông càng lúc càng thù ghét Mạc Thiên Tứ sau nỗ lực bất thành của họ Mạc định bắt sống ông vào năm 1768. Theo Mạc Thị Gia Phả và Gia Định Thông Chí, sau khi ông Hoàng Xiêm, Chiêu Thúy chạy sang Hà Tiên, người giữ nhiệm vụ chủ chốt trong việc điều đình với Thiên Tứ để bắt lại vương tử này là một người Hoa gốc Triều Châu tên là Trần Liên, phục vụ trong đám tham mưu của vua Thạc Xỉn. Vì ông ta có tước hiệu Chiêu Khoa Chakri nên thường được gọi là Chiêu Khoa Liên. Về sau ông ta được vua Thạc Xỉn giao cho trấn thủ Hà Tiên và giữ nhiệm vụ đó trong suốt thời gian Simla chiếm đóng vùng này 1771 đến 1773. C.L. Maitre thì nói rằng Trần Thái vào phục vụ cho Praya Thạc Xỉn sau âm mưu không thành ở Hà Tiên tháng 7 năm 1769. Nếu đúng như vậy, chúng ta phải giả định là Trần Thái, Trần Liên và Chiêu Khoa thực ra chỉ là một người. Tác giả Trần Kinh Hòa, nguồn Thơ Cổ Phong.